Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chơi tám trò. Đầu tiên là trò Stakeholder. Chia sẻ cho mình với mấy bạn ơi, để mình có động lực phát triển kênh đều đặn, mình ra những cái video clip mới mỗi ngày để phục vụ các bạn nhé. Xin các bạn hãy yêu thương mình nhé. Thank you.